Sau Hoàng Nhật xin chào tất cả các bác. Em lại lên sóng trong clip này giới thiệu các bác một chiếc máy lọc khí sáp nhỏ gọn, thiết kế nhỏ gọn, đời mới sang trọng, mẫu mã đẹp, mã số 2 các bác nhé. Con này có cái tên là KC30T6. Máy thì đã được bên em đấu biến áp điện 220V rồi. Hình thức thì các bác nhìn trên hình này còn rất là mới. Mẫu mã này thì đặt trong phòng ngủ các bạn ạ, nó khá là gọn. Cái chiều dày trên cái chóp này của nó vào khoảng chục phân, chiều đế này khoảng 20 phân. Đấy. Thiết kế nhỏ gọn mỏng sang trọng, hình cánh buồm rất đẹp. Một cái chiếc máy đủ dùng các bác, đủ dùng nhé, cho phòng ngủ. Báo phần trăm độ ẩm này, báo được cả nhiệt độ này. Đấy, độ C trong nhà hôm nay Hà Nội trong nhà thì 31 độ C các bác này. Ion khử khuẩn này. Đây, có hẹn giờ này, hẹn giờ tắt. Các chế độ lọc khí chỉnh tay này, nhanh chậm tự động này, chế độ lọc nhanh. Đây, lọc nhanh nhé. Đây. Tắt bật này. Ion này, mã số 2. Máy còn rất đẹp. Bên này là bình nước buồn, đủ cho các bác dùng cho phòng. Chiếc này vào khoảng dùng cho phòng khoảng 20m² đổ lại. Đây. Giá thì quá rẻ. Mạng HEPA các thứ không? Đây các bạn, linh kiện sẵn, đồ rẻ, HEPA thấy còn đẹp, than dày, than dày cho nhé, đủ để các bác dùng cho một cái phòng khoảng 20m² đổ lại, lọc khí khử mùi bùa diệt khuẩn với công nghệ ion, tem mác đầy đủ, series máy 4604, năm sản xuất 2018, 26W, siêu tiết kiệm điện. Các bác dùng ở chế độ tự động này thì 1 giờ chắc là hết khoảng 10W đấy. 10W các bác nhé. Thì không phải lo về điện. Chiếc này em bán là 1,5 triệu bảo hành 1 năm. Chi phí vận chuyển các bác nào lấy các bác lôi nhé. Chào các bác.